bị cháy tòa nhà cao nhất Trung Á. Xinhua đưa tin ít nhất 3 vụ nổ hôm nay xảy ra tại tòa nhà cao tầng mang tên Abu Dhabi Plaza tại thủ đô Antasa của Kazakhstan. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Theo lời một quan chức của Bộ Nội vụ Kazakhstan, điều tra ban đầu cho thấy một số bình ga trên tầng 25 của tòa cao ốc đang bị thi công phát nổ và gây cháy. Hàng chục nhân viên cứu hỏa và gần 20 xe cứu hỏa gấp rút đến hiện trường. Trong khi đó, một người ở khách sạn cách tòa nhà trên 200m cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào khoảng 5 giờ sáng nay. Sau đó, đỉnh tòa nhà chìm trong lửa. Khoảng nửa giờ sau đó lại có thêm hai tiếng nổ lớn khác. Ngọn lửa được dập tắt sau một giờ. Phần trên của tòa nhà bị hư hỏng nặng. Tòa nhà Abu Dhabi Plaza được xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành năm 2016. Với chiều cao 320m, tòa nhà 88 tầng này được cho là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất ở Kazakhstan và Trung Á.